Thưa quý vị, nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những mặt hàng nông sản sạch, các doanh nghiệp và thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiệu quả. Các mô hình này đang mang lại mức thu nhập cao từ 400 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng trên 1 hecta. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Ba Sạch tại một mô hình rau hữu cơ trên địa bàn huyện Thạch Thất của Hà Nội. Đây là mô hình trồng rau hữu cơ trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Hơn 10 hecta rau các loại tại đây được trồng và chăm sóc theo quy trình sản xuất hữu cơ. Đáng chú ý, quá trình chăm sóc, người trồng tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc trừ cỏ, trừ sâu và phân bón hóa học. Tại đây, việc tổ chức sản xuất được áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia PGS của người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng. Do đó, khâu kiểm soát, kiểm tra an toàn thực phẩm luôn ngặt nghèo từ trang trại. Chúng tôi sẽ dùng bằng bẫy chua ngọt là một, để dụ dỗ côn trùng độc gây cho sâu hại. Và hai nữa là ta dùng bằng bẫy dính, thì là thăm bằng đèn ban đêm. Đấy là những cái kỹ thuật. Và hai nữa là ta có cái gọi là cái gừng tỏi ớt đấy, ta ngâm, ta phun cho trên rau để giảm cái sâu nó phá hoại rau trên cây, trên đồng. Các sản phẩm rau hữu cơ đều phải được cấp giấy chứng nhận hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn iFarm, Norm for Organic Production. Theo đại diện cơ quan kiểm soát chất lượng nông sản của thành phố Hà Nội, việc trồng rau theo chuỗi giảm gánh nặng rất nhiều cho cơ quan quản lý khi tiến hành thanh kiểm tra. Chúng ta không làm theo chuỗi thì chúng ta rất khó kiểm soát an toàn thực phẩm. Và trong thời gian vừa qua thì Hà Nội cũng như cả nước thôi rất tích cực để làm cái chuỗi này. Chúng ta sẽ dần dần hướng tới đến cái chuyện là sản xuất an toàn và sản xuất hữu cơ. Nhưng sản xuất hữu cơ hiện nay mà chiếm cái diện tích cũng không phải lớn, và đặc biệt là nó chỉ vào đặc thù cho những vùng, cho những cái điều kiện hộ đông dân, cho điều kiện đất đai, điều kiện khí hậu, và nó rất đặc thù về cây con. Và khi mà chúng ta sản xuất như vậy thì phải liên kết với doanh nghiệp thì nó mới tạo ra một cái sản phẩm nó khác biệt, vì những cái đối tượng chúng ta nhằm tới, những đối tượng khách hàng là nó cũng cao cấp. Đấy, khi mà tổ chức như thế thì chúng ta mới thành công được. Hà Nội hiện là địa phương trồng rau hữu cơ lớn nhất cả nước với tổng diện tích trên 50 hecta. Có thể kể đến hợp tác xã lúa gạo Đồng Phú, huyện Chương Mỹ. Các mô hình này đã và đang mang lại kết quả cao với mức thu nhập từ 400 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng trên 1 hecta.